ちょっとラッ这是谁？
Diệu cờ bề. Chị chờ không nghe nào. Tạm biệt. Những ai đang bị các bệnh lý về xương khớp, đừng cố gắng tốn tiền vào những phương pháp điều trị đắt đỏ mà không mang lại hiệu quả, lại còn có thể mang lại những biến chứng vô cùng nguy hiểm.